Trung Quốc đang hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra hôm 5 tháng 11, dù không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn giữ vững lập trường trung lập về cuộc bầu cử, xem các diễn biến như việc Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua là vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Dù mạng xã hội Trung Quốc có thiên hướng ủng hộ ông Trump, nhưng giới lãnh đạo chính trị ở Bắc Kinh không nghiêng về bất kỳ ai. Cả ông Trump lẫn Phó Tổng thống Kamala Harris thậm chí cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy sự lo lắng nếu một trong hai người đắc cử. Truyền thông Trung Quốc thường xem nhẹ các cuộc bầu cử Mỹ, mô tả chúng là những sự kiện lộn xộn và lố bịch, và truyền thông cũng chỉ thường nhắm đến chính quyền đương nhiệm. Bắc Kinh rõ ràng quan tâm đến việc làm giảm uy tín của nền dân chủ, cũng như quan tâm đến việc nhấn mạnh sự chia rẽ trong hệ thống chính trị đa đảng. Thông thường, truyền thông nhà nước Trung Quốc sẽ lên tiếng đáp trả những chỉ trích được cho là công kích Trung Quốc trong mùa tranh cử. Nhưng năm nay, chủ đề Trung Quốc hầu như vắng bóng trong các cuộc thảo luận ở Mỹ, ngoại trừ khi các chính trị gia tìm cách bôi xấu đối thủ. Có rất ít dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thực sự tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Điều này hé lộ những ưu tiên của Bắc Kinh. Tin tặc Trung Quốc nghe lén điện thoại trong chiến dịch tranh cử của cả hai ứng cử viên và nhắm vào hàng chục cá nhân khác đang làm việc trong lĩnh vực an ninh. Nhưng đây chỉ là hoạt động thu thập thông tin thông thường. Những nỗ lực can thiệp thực sự hiện đang tập trung vào các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương, nhắm vào những ứng cử viên công khai chỉ trích Bắc Kinh. Điều này trái ngược với những nỗ lực của Trung Quốc trong việc can thiệp vào bầu cử tại Canada, nơi Trung Quốc không chỉ nhắm vào các chính trị gia cụ thể mà còn gắng mở rộng phạm vi của các nỗ lực phá hoại nhằm làm suy yếu đảng bảo thủ. Mạng lưới máy tính ma của Trung Quốc đã hoạt động trong một thời gian dài, được biết đến với tên gọi Spamouflage. Dù đúng là có một số thời điểm đã ủng hộ ông Trump và tấn công Biden, nhưng chúng có vẻ tập trung vào mục đích khiêu khích nói chung hơn là mục đích chính trị. Mạng xã hội X, trước đây là Twitter, dưới quyền sở hữu của Elon Musk, đã chuyển sang ưu tiên nội dung thiên hữu. Do đó, những người vận hành mạng lưới máy tính ma muốn mở rộng phạm vi người tiếp cận nội dung có khả năng sẽ đi theo hướng này. Có một số lập luận khá nhất quán cho rằng Trung Quốc sẽ ủng hộ ông Trump vì Trump có thể sẽ làm suy yếu các liên minh của Mỹ, cũng như ông Trump được cho là có thái độ không đáng tin cậy và thực dụng đối với Đài Loan. Công chúng Đài Loan, phần đông ủng hộ Harris. Tuy nhiên, quan điểm đó có thể đã đánh giá quá cao khả năng nhận định về chính trị của Mỹ với Trung Quốc. Theo kinh nghiệm của tác giả, thái độ tin vào thuyết âm mưu đang chi phối giới quan chức Trung Quốc và họ tin rằng nền dân chủ Mỹ chỉ là một vỏ bọc để che đậy những thế lực thực sự. Dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày càng có nhiều nhà quan sát chính trị sâu sắc và am hiểu bị loại bỏ và bị xem là quá thần Mỹ hoặc thậm chí là mối đe dọa an ninh tiềm tàng sau một thời gian họ sống ở nước ngoài. Nhưng ngay cả những chuyên gia được tôn trọng, những người vẫn có tiếng nói, cũng tin rằng chính sách cứng rắn với Trung Quốc là một trong những vấn đề hiếm hoi được nhận sự đồng thuận từ cả hai đảng Washington, nên quan hệ Mỹ và Trung sẽ không thay đổi nhiều bất kể ai là người chiến thắng. Ở mức độ cá nhân, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ thấy thoải mái hơn với Trump so với Harris. Một lý do là Trump là một nhân vật quen thuộc, dù chỉ trích Trung Quốc, nhưng Trump lại thường xuyên khen ngợi Tập Cận Bình. Không chỉ vì 4 năm quan hệ với Trung Quốc khiến Trump trở thành một nhân vật quen thuộc, mà còn bởi vì Trump đại diện cho một kiểu người mà lãnh đạo Trung Quốc đã có sẵn sàng chiến lược đối đãi. Những doanh nhân già dặn với cái tôi dễ vuốt ve và có lợi ích gia đình tại Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc hầu hết là nam giới cảm thấy ít thoải mái hơn nếu phải làm việc với phụ nữ. Họ dùng những ngôn từ ác ý đối với các nữ lãnh đạo, trong đó nổi bật là lời lẽ nhắm đến cựu Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton không được ưa thích ở Trung Quốc, phần lớn do các hoạt động của bà trong thập niên 1990 nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ như một phần quyền của con người. Với những sự kiện trước đó, cộng với tình trạng phân biệt chủng tộc, chống người da đen phổ biến có thể khiến Bắc Kinh khó lòng coi Harris là một nhân tố địa chính trị quan trọng. Khi ông Donald Trump lần đầu phát động một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc vào năm 2018, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đã liên tục ở trong thế bị động và không chắc chắn. Nhưng trong bối cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, câu chuyện có thể sẽ khác. Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, một mức thuế mà tàn phá thương mại giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới,
Cũng theo các trang báo, việc ông Trump tiếp tục các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ tiên tiến của Tổng thống đương nhiệm Biden sẽ có tác động vô cùng lớn. Điểm mấu chốt trong kế hoạch đối phó của Trung Quốc là những chiến lược mới, bao gồm kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên liệu thô quan trọng, đồng thời áp thuế quan đối với hàng hóa nông nghiệp và các công ty chủ chốt của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn muốn tránh một cuộc chiến thuế quan mới, được dự đoán là có thể gây ra hậu quả tàn khốc hơn nhiều so với lần trước. Kể từ sau đại dịch, Trung Quốc đã dựa vào việc xuất khẩu hàng hóa sang phương Tây như xe điện và pin để vực dậy nền kinh tế vốn đang bị ảnh hưởng bởi áp lực giảm phát và khủng hoảng bất động sản. Các nhà lập pháp Trung Quốc dự kiến cũng sẽ họp trong tuần này để xây dựng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Về phần mình, ông Donald Trump cũng từng nói rằng ông sẽ cởi mở hơn với cơ hội đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đang phải hy vọng vào điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Quốc gia này cũng sẽ không có nhiều sự lựa chọn nếu ông Trump muốn giữ vững lời hứa của mình với cử tri, cho dù chính sách thuế quan của ông có thể gây tổn hại đến nền kinh tế Mỹ. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin ngày 7 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới ông Donald Trump về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa Trung Quốc và Mỹ là vì lợi ích chung của cả hai nước và phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập kêu gọi hai nước tìm ra con đường đúng đắn để hòa hợp trong thời đại mới, mang lại lợi ích cho cả hai nước và toàn thế giới. Không chỉ là một công cụ để đàm phán, thuế quan cao hơn sẽ là mục đích của chính việc áp thuế quan, và theo một ước tính, hàng rào thuế quan của Mỹ có thể lên mức cao nhất kể từ thập niên 1930. Trước mắt, giá cả nhiều hàng hóa ở Mỹ sẽ tăng lên và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có thể bị ảnh hưởng trong quá trình người tiêu dùng và doanh nghiệp điều chỉnh để thích nghi với thuế mới áp lên hàng hóa nhập khẩu. Tác động lâu dài sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc liệu các quốc gia khác có trả đũa Mỹ hay không và ông Trump sẵn sàng đàm phán đến mức nào. Hệ quả có thể là bất cứ điều gì, từ một cuộc chiến thương mại toàn diện đến một hệ thống thương mại mới giữa các đồng minh của Mỹ. Người sáng lập American Compass, một tổ chức tư vấn bảo thủ thân cận với các cố vấn của ông Trump và ủng hộ kế hoạch của thuế quan của Trump cho rằng, một nhiệm kỳ kế tiếp theo của ông Trump có thể xem hệ thống thương mại toàn cầu vào cuối thế kỷ 20 là không bền vững. Kết cục ở đây không phải là một dạng đàm phán, mà tất cả chúng ta đều quay trở lại năm 1995 khi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ra đời, mà đúng hơn đó sẽ là một cuộc tái cân bằng căn bản của thương mại toàn cầu. Sự đồng thuận toàn cầu về thương mại tự do vốn chiếm ưu thế từ năm 1995 cho đến khi ông Trump đắc cử vào năm 2016 sẽ không quay trở lại ngay cả khi bà Harris chiến thắng. Bà có thể bổ sung thêm các loại thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc ngoài những thuế quan mà ông Trump đã áp trong nhiệm kỳ của ông và tiếp tục chính sách hỗ trợ nền sản xuất trong nước mà Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy. Bởi những việc mà ông Trump sẽ làm khi tái đắc cử có thể khiến hệ thống thương mại thế giới thay đổi một cách căn bản. Các kế hoạch của ông Trump vẫn còn nhiều bất định. Ông đã kêu gọi mức áp thuế lên tất cả các hàng hóa nhập khẩu là 10%, sau đó đề xuất thuế suất 10-20% và ít nhất có một lần thậm chí còn đề xuất mức thuế từ 50-200%. Ông Trump đã đề xuất mức thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, thậm chí còn có thể cao hơn. Ông cũng đề xuất các nguyên tắc có đi có lại, tức là thuế quan của Mỹ ngang bằng với thuế quan của các đối tác thương mại. Như vậy, hàng hóa từ Mexico và Canada vào Mỹ sẽ được miễn thuế, vì đây là những quốc gia thành viên của thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump không áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, viết tắt là USMCA. Tuy nhiên, ông Trump đã tuyên bố riêng rằng ô tô từ Mexico sẽ phải đối mặt với mức thuế 100%, trong khi Mexico không áp thuế đối với ô tô do Mỹ sản xuất. Nói cách khác, không ai dám chắc ông Trump đang có kế hoạch thực sự như thế nào. Nếu thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc là 60% và từ phần còn lại của thế giới là 10%, thì mức thuế quan trung bình của Mỹ tính theo giá trị nhập khẩu sẽ tăng lên từ 17% từ mức 2,3% vào năm 2023 và 1,5% vào năm 2016 theo Ngân hàng Đầu tư. Đó sẽ là mức cao nhất kể từ cuộc đại suy thoái năm 1930 sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật thuế quan Smoot-Hawley. Đạo luật đã dẫn tới một làn sóng gia tăng rào cản thương mại trên toàn cầu.
thuế quan của Mỹ sẽ tăng từ chỗ là thấp nhất lên mức cao nhất trong hàng ngũ các nền kinh tế lớn. Nếu các quốc gia khác trả đũa, sự gia tăng các rào cản thương mại toàn cầu sẽ lên tới mức không có tiền lệ trong thời kỳ hiện đại, theo ông Durs, một nhà sử học thương mại tại Đại học Dartmouth. Thuế quan cao hơn có thể sẽ tồn tại trong nhiều năm, ngay cả khi một vị Tổng thống Mỹ trong tương lai kết luận rằng đó là một sai lầm. Hàng rào thương mại dễ áp đặt và khó loại bỏ. Nỗ lực dỡ bỏ các rào cản thương mại tích tụ trong thời kỳ đại suy thoái đã phải kéo dài trong nhiều thập kỷ. Dấu hỏi lớn nhất đặt ra đối với các kế hoạch của ông Trump là ông sẵn sàng hạ thuế quan xuống đến mức nào để đổi lấy những nhượng bộ của các đối tác thương mại. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, các cố vấn theo trường phái Trung Dung đã tiết chế bớt các xung đột bảo hộ mạnh mẽ hơn của ông và cuối cùng ông Trump đã sử dụng thuế quan để đàm phán các thỏa thuận với các đối tác thương mại. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA đã trở thành USMCA. Hàn Quốc đồng ý sửa đổi Hiệp định Tự do Thương mại Hàn Mỹ và Nhật Bản hạ thấp rào cản đối với hàng nông sản của Mỹ. Tuy nhiên, liệu đây có phải là hướng đi nếu ông Trump có được một nhiệm kỳ thứ hai hay không vẫn chưa phải là điều rõ ràng. Ông Trump và các cố vấn của ông đã đưa ra những tín hiệu trái chiều. Kế hoạch thuế quan của ông Trump sẽ không được thực hiện ngay lập tức. Kế hoạch sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn và các nước khác sẽ có cơ hội để mở cửa thị trường của họ. Mục tiêu của thuế quan là loại bỏ thâm hụt thương mại của Mỹ. Điều đó có thể có nghĩa là thuế quan của Mỹ sẽ cao hơn vô thời hạn, ngay cả khi các nước khác nhượng bộ Mỹ. Ông Trump còn nói thuế quan cao hơn sẽ là nguồn thu ngân sách để bù đắp cho việc cắt giảm các loại thuế khác, một dấu hiệu cho thấy ông có chủ trương dùng thuế quan một cách vĩnh viễn. Kịch bản có khả năng xảy ra nhất sẽ là một sự kết hợp giữa các cuộc đàm phán và cuối cùng là mức thuế cao hơn. Chúng ta sẽ bước vào một môi trường có mức thuế cao hơn, nhưng tất cả quyết định về thuế quan sẽ được đưa ra để thảo luận. Chúng ta vẫn nói về ông Trump như một người của thuế quan, nhưng cũng đừng quên ông ấy còn là một nhà đàm phán. Cuộc đối đầu giữa Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Quốc hội Mỹ, đặc biệt là các nghị sĩ Cộng hòa, thường phản đối chủ nghĩa bảo hộ của ông. Nhưng 4 năm sau, đảng này đã dịch chuyển khỏi thương mại tự do, thể hiện qua việc cường lĩnh bầu cử năm nay của đảng ủng hộ các kế hoạch của ông Trump về áp thuế quan lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu. Nếu đảng Cộng hòa thắng lớn trong cuộc bầu cử vào tháng tới, giành được quyền kiểm soát cả Nhà Trắng, Hạ viện và cả Thượng viện, họ có thể dành cho ông Trump sự tự do đáng kể để hành động về thuế quan. Đảng Cộng hòa cũng mong muốn gia hạn chương trình cắt giảm thuế thông qua năm 2017, kế hoạch mà phần lớn sẽ hết hạn vào cuối năm 2025. Thuế quan có thể bù đắp một phần chi phí ước tính lên tới 4.000 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm của chương trình giảm thuế này. Chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thể sửa đổi vĩnh viễn thuế quan, nhưng nhiều đạo luật đã cho phép Tổng thống nước này có toàn quyền tăng thuế vô thời hạn. Một cựu trợ lý của Đảng Cộng hòa hiện đang làm việc cho hãng kiểm toán cho biết, các đảng viên Đảng Cộng hòa có thể tự nhủ mình không cần phải bỏ phiếu ủng hộ thuế quan, trong khi thuế quan vẫn là nguồn ngân sách cho những thứ mình quan tâm và việc hủy bỏ cũng dễ dàng. Một đảng viên Đảng Cộng hòa đã nêu ra khả năng đưa ra thuế quan của ông Trump áp lên Trung Quốc thành luật, cho rằng cách làm này có thể huy động được rất nhiều tiền, lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đảng Cộng hòa ít hào hứng hơn với nhiều việc áp thuế quan lên hàng hóa từ các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, họ sẵn sàng sử dụng chúng như một công cụ thương lượng để giải quyết những hành vi bị cho là phân biệt đối xử với Mỹ, chẳng hạn kế hoạch của Liên minh châu Âu EU về việc áp phí biên giới đối với hàm lượng carbon trong hàng nhập khẩu như xi măng và thép, thuế tối thiểu của doanh nghiệp và thậm chí là cả thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với việc mua hàng trong nước, bao gồm cả hàng nhập khẩu nhưng không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu. Canada và Mexico có thể trở thành mục tiêu khi USMCA được ra soát vào năm 2026. Trung Quốc có thể bị gây áp lực phải thực hiện các điều khoản của thỏa thuận thương mại mà các nước này đã nhất trí với Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Các quốc gia mà Mỹ không có thâm hụt thương mại dài dẳng, chẳng hạn như Anh, có thể được Washington đối xử mềm mại hơn. Một trợ lý Hạ viện cho biết nếu Đảng Dân Chủ kiểm soát một hoặc cả hai viện quốc hội trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, đảng này sẽ sẵn sàng có hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.